Xin chào các bạn nha các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tú Lê Vlog nha các bạn. Hôm nay mấy anh em mình đi kéo lưới cá nè các bạn. Đó, dắt lưới đi kéo nha các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng đi kéo cá với mình nha. Đó, đang tên nữa. Ồ, nước chảy quá chừng luôn nè các bạn. Đang chuẩn bị để kéo nha các bạn. Kéo ở dưới đường mương này nè. Cái nổ ra nè. Bên đây nè. Ê, có nè. Ít, chưa bị lấy để trước nó thấy. Thì sao thấy rồi, thấy rồi. Nổ trắng luôn à. Cá nổ trắng luôn. Ủa, cá gì đi. Ừ, đúng rồi. Mình hứng ở dưới đó đi. Bây giờ mình chuẩn bị đi chích cá. Mình mới có đi chuẩn bị thôi nha các bạn. Mình xếp cái thau không nha. Một chút xíu nữa coi được nhiều cá nha các bạn. Mê quá đi đó. Thế mình đi dắt lưới đi thấy không các bạn. À các bạn ơi, được một con lươn rồi nè các bạn. Ôi ơi, con lươn đã đời không? À vậy cái hàm nó có lươn rồi. Được con lươn thì còn ngon luôn các bạn. Đã quá đi. Đó các bạn ơi, bây giờ mình đang hứng cá nè các bạn ơi. Vừa mở màn ra được con lươn đã đời luôn. Hồi hỏi gì chứ? Ờ nó trôi quá trời xuống kìa. Ủa trắng giả âm binh luôn. Ừ chạy. Cá thấy mê rồi. Rồi kéo lên. Thu hoạch. Cũng nhiều quá chứ. Lên đảnh cho nó chảy mạnh mạnh. Con không? Cũng ngon vậy. Quá chừng luôn nè. Chụp dính. Dép. Rồi hơi một mẻ được nhiêu đây nè các bạn. Ngon ghê không? Cá linh không hả? Cá này cá linh chứ gì? Ồ cá linh ghìa. Cái này toàn là cá linh ghìa không à các bạn ơi. Rồi chó lội qua luôn. Đến đó. Chó lội qua luôn. Ôi được nhiều này đã quá. Ê dần rồi nè, được nhiều cá nè các bạn. Ngon. Thì kéo lại cái lưới khác nữa các bạn ơi. Quá đã luôn. Cá đang lội vô bầy bầy luôn các bạn ơi. Quá trời nhiều luôn. Đó. Cá đó, nó kìa kìa thấy không anh. Nó lội sát bên đây nè. Ôi ơi. Để cái luồng nó chút chắc bắt còn mấy cá lóc đó. Bắt đó đó. Kìa cá nó lội bên đó kìa, thấy mê không? Ừ. Xin chào các bạn đi anh hai. Chào cả nhà. Wow. Chào cả nhà. Đó, thấy chưa? Thấy mê chưa? Mê đi chưa? Cố lên, cố lên. Cố lên anh em ơi. Lính lát giờ lại thì quá trời luôn. Lôi hết nổi luôn rồi. Cá nhiều quá. Cái
nhiều hơn lưới nãy đó. Đó. Thấy không? Nhiều hơn lưới nãy là cái chắc thấy không? Ngay bớt rồi mấy bữa đó kìa. Trời ơi. Cắm rồi. Mấy bữa lặn á. Đứng đạp vô nha. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Mê chưa? Mê chưa? Bẹo nè. Cá chốt, cá chèn nữa. Ui, con cá chèn đảo á. Ừ. Ui, lồng tông bự. Nha. Yeah. Ui, cá lồng tông. Bự quá. Hai cống á, lồng tông mới bự. Ui, cá lồng tông bự quá. Nè, nhiều hơn cái nãy chưa? Mê chưa? Mê ly luôn. Ôi ơi, cá lồng tông kìa. Còn lồng tông bự bự không? Ôi, con cá lồng tông nè. Ừ. Mới là chích ngừa rồi. Trời ơi. Ê, ê, con lươn chạy ra rồi. Hả? Mở đi. Mới có lưới nè. Ê, mới con lưới. Có lưới mộng luôn rồi. Trời, cho lưới thứ hai à. Lưới chéo hai lần. Lưới kia con khúc nè. Lưới kia ít, lưới này. Mấy con này ngon nè, mấy này ngon. Con kia kìa mới ngon. Chế dùng miếng nước. Thôi, nãy giờ. Nãy gì múc. Bông đâu. Bỏ mới vô bọn, lươn không bỏ vô bọn đâu. Bọn bỏ trên xe rồi. Trời, nãy tôi thấy dục trên. Ừ. Dân dục lên trên. Mê quá đi. Ừ. Rối luôn. Tôi xanh luôn. Hào cấp cho. Còn mấy đàn nhậu đã luôn. Tôi cá hầm tôi câu giờ con tay tượng 2-3 kg không mà. Chứ anh chở gắt. Tôi được. Nó mình lên clip à, hãy chờ hãy chờ hãy chờ nó xuống thêm tay lưới nữa các bạn ơi, cột lại hay dính rồi để mất luôn à, mê quá luôn, cá quá trời cá luôn. Nhân Nhân ơi, cái nữa quên coi vô giường là sao, cái chèn nó trôi, ô cá ngựa nó trôi xuống kìa. Ôi, nó còn mấy con dưới này nó còn đang chạy lên nữa. Ờ, dính vô lưới luôn rồi, cá ngựa vô lưới luôn rồi. Đang lại. Hắn đang lại nữa đó. Hắn đang lại nữa. Quá đừng nè. Từ từ nó dậu ngược lại đó. Tự nhiên không. Hàng tự nhiên. Đó. Bà đi chưa? Ngày ăn có cái tàu này nè xuống nè. Nước có trên. Ôi nó chạy kìa, đã ghê không? Ôi ơi. Ôi con cá kìa. Ơ à, con cá kìa, cá đang lội xuống kìa. Ồ, trồi xuống kìa. Đó đó, thấy cá lộn các bạn. Trời ơi, trồi xuống kìa, mê không? Quá trớn luôn. Đó 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 đó, cá bự đó. Đó cá bự bên đó đó. Mê luôn. Kìa nó dướng góc bên đó đó. Câu thì con chật chết. Rồi lên lưới các bạn ơi, lên. Dướng lưới. Đưa qua cho Vinh. Ủa. Bạn phải lên cá chưa? Lên lưới các bạn ơi. Đừng nói tới chế độ. Có lớn gì là mình nhắc chế độ lên. Nãy giờ mình dướng phúc sống đắng. Nè, cái này chỉ có một mẻ thôi nha, mà mẻ lưới thôi. Mẻ lưới thứ hai sắp thu hoạch nè. Rồi. Nó bự quá tôi nữa. Không, nó chạy vô đây dễ vậy mắt. Không, cái này tắt lên phát lại cho mắt kêu à. Bành ra, nhét vô. Bành ra, đó. Cái ngựa. Đó, cái ngựa kìa, đã rồi không các bạn. Cá lên, cá xô biển, cá mè đỏ, đuôi đỏ gì nè. Ừ, mê luôn. Thấy chưa?
quả lạ quả lạ. Điện nó tới chế độ. Con bò nè. À, nó còn cá bò. Hai con luôn. Hai con luôn đâu rồi em ơi các. Ồ, hai con cá bò. Lông bò. Lông bò. Có chạch rồi nữa nè. Cá bò rồi lắm. Muốn bò cũng lắm. Cá chạch nó nhỏ quá hả không? Lúc đem về rồi lưng không lâu nè, chứ tôi không lâu nữa nè. Đem về thập thả hầm mình hết đi. Chuyện giòn. Chứ có khổng lồ. Hầm mấy dài lưới tới đến đó thôi. Tới lên xe mình có là vừa rồi. Hai lưới nè. Đâu vũ nè. Bây giờ ăn ơi. Quá chật cá luôn. Chị Trí này hay quá. Hỏi gắn vô ok với video dấu. Nhiều đây. Cá chưa các bạn ơi. Có quá trời nhiều luôn. Hai lưới thôi. Về thôi. Chắc xị mốt xị hai không, rồi nè. Tự nhiên không. Mấy xị rồi. Mấy xị rồi. Nãy giờ mấy xị rồi. Thôi với các bạn là chắc nãy giờ chắc cũng được 8 lon. 8 lon. 8 lon. Nói cơm 12 lon à. Đi tiếp tục. Anh em lên đường. Tám lon thôi. 8 lon thôi. 8 lon. Nãy giờ 8 lon thôi. Chưa, chó chưa. Rồi, chưa. Còn nhiều lắm. Chuẩn bị lên lưới các bạn ơi, quá trời cá luôn. Không lỗ nó rát rồi. Bóp cho lên á, đang cho lên á. Đừng thả khu này, đừng thả. Tỉnh rồi hơn người thả rồi tỉnh. Đang tỉnh chứ. Còn câu á, còn câu rồi đây. Không lỗ, không lỗ, không lỗ, không lỗ. Thu hoạch các bạn ơi. Thu hoạch các bạn ơi. Nhiều quá. Nhiều quá nó mới nặng vậy đó. Lưới này nhiều. Nhiều hơn lưới nãy không? Tôi nói là cãi tôi. Tôi nói lưới này nhiều mà cãi tôi. Thôi nằm ngoài. Dọn vô túm vô. Quá chân. À. Nhiều hơn hồi nãy là cái chắc luôn. Nhiều hơn. Nhiều hơn lưới hồi nãy. Tự nó cách đi hả? Dê. Không biết hả? Đó mà đi chết thôi. Bắt con mấy con cá tàu nó. Nãy nó chích rồi. Mày đuôi đỏ. Trời ơi, cá bắt không được. Ôi cá nó nhảy thấy mê không các bạn. Mê ly luôn. Trời ơi. Nãy giờ. Quá đã quá đã. Từ tôi giấu luôn lông nãy giờ. Quá đã quá đã. Đừng quay lưng này nghe. Chạy đi coi nước. Lấy cái chút lấy. Không, không quay cái lưng. Cá lưng đó. Cái kỳ lưng này nó có phút này cá. Mấy đồ biển nhỏ nhỏ. Mê quá. Thả hầm cái đó. Cá nhảy lăn tăn lăn tăn lăn tăn. Đó được thao rồi các bạn. Chết mẹ cho hết bệnh. Cái lên này để cho mạnh. Nửa thau cá luôn còn. Nên thì ông qua ngoài. Thì. Cá cao su nữa nè. Thôi mày bưng cá nhảy luôn chứ đi. Còn có con lưới hả? Để đây đi Trí ơi. Còn có con lưới hả? Thu hoạch tiếp nữa các bạn ơi. Thêm một lưới nữa. Lưới này có mấy con đâu. Lưới này ít thằng lưới rồi rồi. Không. Rồi. Để chui rồi ông ơi. Đâu vô mà. Đâu vô. Chui ngay chỗ cái cấm á. Cái cây rộng. Cái này nó hay lắm.
nè, nó tắm rộng, chỉ có con lươn của ông dân thôi, con lươn bà chà bá luôn nè, các bạn thấy không, lươn chà bá luôn, lươn chà bá, lươn chà bá, mệt mày lên lắm. Đây đá. Nè chào các bạn cái đi, chào các bạn cái đi rồi bye bye luôn nè. Đó, chào các bạn nha các bạn. Các bạn ơi, buổi đi kéo cá của mình đến đây cũng đã dài rồi. Mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha các bạn. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại clip sau nha các bạn.